Bị đau lưng, bị thoái hóa lưng thì chúng ta nên tránh những động tác nào trong quá trình tập luyện yoga? Đây là câu hỏi của chị Nguyễn Nguyễn, và trong ngày hôm nay thì Kim Ba sẽ chia sẻ với các bạn những cái lưu ý để chúng ta tập luyện nó an toàn hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt cho những người đang bị vấn đề về đau lưng hoặc bị thoái hóa các bạn nhé. Thì trước tiên thì chúng ta hình dung là mình bị thoái hóa lưng là trạng thái mà có thể là chúng ta bị suy yếu trong cái phần thắt lưng của mình, bao gồm việc là suy yếu việc là lượng cơ quanh lưng của chúng ta, lượng cơ bụng của chúng ta, lượng mỡ của chúng ta trong cơ thể chúng ta rất là nhiều và lượng cơ chúng ta thấp. Do vậy thì quá trình tập luyện nó sẽ phải tăng cường các cái lượng cơ, kích hoạt để cho cơ bắp chúng ta khỏe mạnh hơn. Thứ hai là cái nhóm động tác để giúp cho giãn mềm toàn bộ sống lưng của chúng ta, để các đệ đệm nó không bị chèn ép vào nhau, để giúp chúng ta phục hồi lưng tốt hơn. Thế thì chúng ta chia làm hai nhóm như vậy và các bạn phải để ý lưu ý. Thì với các động tác mà liên quan đến việc tăng cường siết cơ để giúp cho cơ bụng và cơ lưng của bạn hỗ trợ tốt hơn, thì bạn để ý là chúng ta phải siết cơ bụng khi giữ các động tác đấy và giữ cho trạng thái lưng của chúng ta trạng thái trung lập, trạng thái tự nhiên nhất, thì nó mới khỏe và là an toàn và không bị ảnh hưởng đến thắt lưng của bạn. Nên là bạn tập nhưng nó hiệu quả hơn chứ không phải là bị nghiêm trọng đi. Thì mình lấy ví dụ như tư thế tấm ván mà chúng ta hay giữ chẳng hạn, thì chúng ta phải giữ thẳng trung lập cái lưng của mình. Một số lỗi sai là do là cơ chúng ta nó chưa đủ khỏe và các bạn giữ trong thời gian rất là dài, nên các bạn bị võng lưng, ví dụ như bị cong mông như thế này chẳng hạn ấy, thì là nó sẽ dồn rất là nhiều lực vào đốt sống thắt lưng của chúng ta và làm cho chúng ta bị đau lưng nhiều hơn. Thế thì cách sửa như nào thì bạn giữ thời gian ngắn hơn. Bạn có thể chia nhỏ ra là chúng ta giữ làm nhiều nhịp khác nhau, mỗi nhịp khoảng 15-20 giây, thì dần dần cái cơ bạn nó mới tốt hơn và bạn giữ nó hiệu quả hơn. Thế thì cái nhóm tiếp theo là có thể là các tư thế liên quan đến tập bụng, phía cơ bụng trước chẳng hạn ấy. Thì lỗi này thường gặp là do cơ chúng ta yếu nên là chúng ta hay bị giật. Nếu bạn nhưng là chúng ta hay đưa trạng thái cơ thể mình là chúng ta giật người lên nhanh nên làm cho cái phần lưng của chúng ta bị áp lực, thì bạn để ý sau những cái lần mà chúng ta tập cơ bụng mà chúng ta hay bị đau lưng ấy, thì là do là chúng ta không siết được cơ và lực nó dồn quá nhiều vào lưng làm cho bạn càng tập càng bị đau lưng nhiều hơn. Thì bạn để ý là khi chúng ta lên động tác cơ bụng chẳng hạn, chúng ta siết cơ bụng lại và lên một cách từ từ để mình cảm nhận tốt hơn, tránh cái trạng thái kiểu như này. Đây, đây lỗi sai mọi người hay gặp, giật lên này thì nó không vào được nhiều cơ bụng mà nó làm cho lưng của bạn bị đau hơn rất là nhiều, thì bạn nhớ điều chỉnh cái lỗi sai cơ bản trong cái quá trình tập luyện nhé. Cái tiếp theo nữa là các động tác mà vừa hỗ trợ giãn cơ mà lại vừa liên quan đến siết cơ làm cho cơ khỏe hơn. Ví dụ như là tư thế lạc đà này, tư thế khá là hiệu quả cho việc là tăng cường nhóm cơ bụng của bạn và cơ bụng khỏe hơn, nó cũng hỗ trợ cho lưng. Nhưng mà mình để ý này, khi chúng ta giữ và chúng ta ngả về sau, đây là tư thế rất là hiệu quả cho phần cơ bụng nhé. Tuy nhiên cái lỗi sai mọi người hay gặp ấy là chúng ta bị đẩy mông về sau này. Đấy, sau chúng ta ngả về sau thì đẩy về sau cảm giác như sắp sút lưng lợi ấy. Thì bạn nhớ bạn phải siết được cơ bụng, giữ toàn bộ phần thân mình giữ thẳng. Đây là động tác mà cái bạn rất là thích trong quá trình giảng dạy của mình, để giúp cho học viên chúng ta vừa phục hồi lưng vừa có cơ bụng nó hiệu quả, cơ bụng nó siết nó thon gọn hơn. Thì nhớ này, toàn bộ phần thân chúng ta đứng thẳng, đầu gối hông vai bạn giữ thẳng, bạn siết mạnh cơ bụng lại và ngả theo sức của mình. Tại vì nếu cơ bụng chúng ta không đủ khỏe, lưng bạn bị yếu, bạn cố tình ngả xa thì nó sẽ xảy ra hai trạng thái. Một là bạn bị đẩy cong bụng về phía trước, đẩy dướn về phía trước, làm cho phần lưng chúng ta bị chịu tải rất là nặng, nên là bạn bị đau lưng. Hai là bạn bị đẩy mông về sau như này. Đấy, thì chẳng có hiệu quả gì, lại đau lưng nhiều hơn. Thì đó là những lưu ý mà khi chúng ta bị đau lưng, chúng ta hạn chế trong việc là điều chỉnh cái động tác liên quan phần cơ bụng. Thế cái nhóm thứ hai là nhóm kéo giãn, đúng không? Các cái nhóm động tác liên quan kéo giãn thì nó có cái động tác liên quan đến các cái trạng thái kéo giãn về phía trước để cho chúng ta giãn mềm cả phần chân. Vì khi phần chân chúng ta linh hoạt hơn thì nó cũng giải phóng sự căng thẳng, hỗ trợ cho lưng bạn phục hồi tốt hơn. Tuy nhiên lỗi sai hay gặp cho cái trạng thái mà cứ gập người gần vào chân, thì thay vì bạn vươn dài sống lưng về phía trước như thế này, đây là vươn dài này, bạn cảm giác chúng ta vươn lên, chúng ta vươn ra xa, bây giờ được bao nhiêu thì tùy. Thì lỗi sai hay gặp là chúng ta cố gắng chúng ta cuộn tròn lưng lại giống như trạng thái này, các bạn cứ dùng dình như thế này, kết hợp thêm nhiều yếu tố thì nó làm cho lưng của bạn càng ngày càng đau hơn mà lại không hiệu quả trong quá trình tập luyện. Một loạt động tác gập kiểu như thế này giống nhau hết, đúng không bạn? Giống nhau hết, đúng không? Đấy, kể cả trạng thái đứng chẳng hạn cũng tương tự giống nhau thôi, là chúng ta vươn dài sống lưng về phía trước, sau đó chúng ta mới gập xuống thì lưng chúng ta nó mới giãn, nó giải phóng căng thẳng lưng. Còn chúng ta cuộn tròn lại như thế này thì càng ngày chúng ta tập nó càng đau lưng và nó không hiệu quả. Đấy là cái nhóm tư thế liên quan đến gập, vừa kéo giãn như gập. Còn nhóm tiếp theo là các động tác back bend, các động tác uốn ngửa, nó cũng rất là tốt cho phần lưng của mình, rất tốt cho phần lưng của mình. Tuy nhiên thì mình lại không biết cách, mình bẻ quá nhiều cái độ cong vào phần thắt lưng thì làm cho các bạn bị đau và trầm trọng hơn với đây là lưng. Thì một số động tác hay gặp nhất là tư thế con rắn chẳng hạn, tư thế con rắn. Đặc biệt với lưng chúng ta lại bị thoái hóa thoát vị chẳng hạn. Thì khi chúng ta đẩy lên ấy thì cái độ cong và áp lực chính nó sẽ tập trung vào đốt sống ngực. Đốt sống ngực.
Bạn hình dung là chúng ta đang giống như con rắn hổ mang ấy, thì nó sẽ đẩy căng cái lồng ngực nó về phía trước. Thì đấy sẽ là điểm mà chúng ta cần tập trung mở rộng ngực và nhấc cao vai chúng ta lên. Tránh trường hợp là chúng ta bẻ quá nhiều cái lực nó dồn vào thắt lưng, thì lúc đấy bạn đẩy. Và đó là lý do tại sao nhiều người tập tư thế con rắn này tập xong là hay bị đau lưng, là do chúng ta cứ bẻ 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 cong vào phần thắt lưng của chúng ta. Ví dụ tiếp theo nữa cũng là về back bend, động tác ngả về sau chẳng hạn ấy. Ví dụ tư thế lạc đà vừa rồi chẳng hạn, nhưng nếu bạn có thể tập kéo giãn thì chúng ta vẫn có thể ngả được về sau. Nhưng nhớ khi ngả sau chúng ta phải siết được cơ bụng, hoặc nhiều trường hợp là giáo viên họ hướng dẫn bạn là dùng tay đỡ vào mông hoặc thắt lưng, đúng không? Mục đích là giảm cái tải, cái sức nặng cơ thể chúng ta nó dồn vào thắt lưng, thì chúng ta nhớ là đẩy căng được, nâng cao được phần ngực lên, nâng cao được phần ngực lên và siết cơ bụng để tay chúng ta hỗ trợ, tránh trường hợp chúng ta dồn lực vào lưng. Nhớ là phần lưng đang yếu rồi thì nhiệm vụ chúng ta chỉ là kéo giãn nó ra thôi, chứ tránh trường hợp bẻ cong, chưa kéo giãn mà đã bẻ cong rồi thì các đĩa đệm nó bị chèn vào nhau và rất là đau lưng. Đấy thì một nhóm nữa mà cũng sẽ gặp phải, đó là các động tác mà nằm ngửa đẩy cong lên thì có tư thế bánh xe. Thì bạn lưu ý nếu mình lưng bị đau rồi thì mình phải dồn thật nhiều lực vào cánh tay, giống như tư thế con rắn thôi, giống như tư thế con rắn thôi. Thì tránh trường hợp là đẩy lên tư thế bánh xe mà chúng ta dồn lực vào phần thắt lưng thì sẽ bạn sẽ bị nguy hiểm vấn đề đấy. Thì đó là một loạt các cái lưu ý trong quá trình tập luyện yoga để chúng ta tránh cái việc là những ai đang bị đau lưng thì chúng ta nên hạn chế những động tác nào. Thì hy vọng với chia sẻ vừa rồi và câu trả lời vừa rồi sẽ phù hợp giải đáp vấn đề cho câu hỏi của bạn Nguyễn Nguyễn và nhiều bạn khác cũng đang gặp vấn đề này. Nếu các bạn còn câu hỏi nào khác, nếu các bạn có điều gì thắc mắc hoặc góp ý thêm cho cái nội dung bài dạy này thì các bạn có thể comment trực tiếp ngay video và Kim Ba sẽ giải đáp trong những video tiếp theo. Xin chào.